Hi, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lắp ráp một bộ mô hình xe hai bánh này bạn. Ok, hôm nay mình sẽ lắp ráp tiếp cái bộ trong cái bộ 12 xe này bạn. Đây là chiếc xe này bạn. Nó có tên tiếng Anh là mountain bike bạn, có nghĩa là xe đạp địa hình nha các bạn. Đây chúng ta có xe màu xanh khá đẹp bạn. Đây là cái bình nước nè bạn. Dạ, khi mà có cái đồ bơm bánh xe này bạn. Thì bộ này chúng ta sẽ có tổng cộng là 119 miếng ghép nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ khui nó. Để xem trong đây có gì nha bạn. Bộ này là bộ thứ 3 nữa các bạn. Đây chúng ta sẽ có là hai bịch nè bạn, hai bịch bánh ghép. Một cái miếng dán để chúng ta dán vào xe các bạn. Đây. Và một cái tờ hướng dẫn. Mình sẽ show cái tờ hướng dẫn cho bạn xem. Này cũng khá là nhiều bước nha bạn. Đây. Ở đây nó có khoảng là 28 bước các bạn ơi. Ok. Xem một bản ghép như vậy. Này cũng khá là nhiều bạn, chi tiết cũng khá là nhỏ các bạn ơi. Để tất cả bánh ghép chúng ta, hai bánh xe nè bạn. Ok, bây giờ cùng theo dõi mình lắp ghép nhé.
ok thì sau khoảng thời gian mình lắp ráp xong cái bộ xe mô hình các bạn, là cái xe điện hình các bạn. Thì bộ này nó có hai cái, một cái là cái xe, một cái là cái đầu bơm xe mà. Đây, đầu xe đây. Mình dán cái này nhãn cơ vô cho đẹp. Thì ok, thì cái xe chúng ta có một màu xanh khá đẹp thôi. Và cái bộ này nói chung là nó cũng hơi khá, những cái loại này khá khó lắp các bạn ơi. Tại vì nó không giống như bánh đa cưa các bạn, nó không có chắc chắn như các bạn ghép với nhau bạn. Nó dễ rất là dễ sức các bạn. Nhưng mà bên đây không chắc keo bạn, chắc keo nó sẽ không có đẹp đâu bạn ơi. Keo nó rớt ngoài tùm lum không đẹp, mình không chắc keo bạn. Các bạn nào cũng chắc chắn mà hay chắc keo vô ở những bánh ghép nữa bạn. Bộ xe ra khá đẹp. Ok, thì video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thích video này thì hãy để like và đăng ký. Và ngoài ra các bạn có yêu cầu về làm về cái bộ nào thì hãy comment những video thì ở những video xem thì thực hiện nhé. Ok, chúc bạn xem vui vẻ và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.